Xưa nay, khi nhắc về vị vua cuối của triều đại nhà Nguyễn, người ta chỉ nhớ tới những bóng hồng xung quanh vị vua ăn chơi này. Từ nàng hậu sắc nước hương trời Nam Phương cho tới những ả đào vợ lẽ không danh phận lúc cựu hoàng đi ăn chơi khắp xứ Nam Kỳ khi ấy. Nhưng ít ai nhớ tới một người khác chính là mẹ của vị hoàng đế này, Đức Tử Cung Đoan Huy Hoàng Thái Hậu. Bà không chỉ là thần mẫu của Bảo Đại mà còn là vương phi của vua Đồng Khánh. Tuy nhiên, xuất thân thấp hèn từ vị trí nữ hầu mà trèo được lên ngai cũng là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Những tưởng được hưởng vinh hoa thì lại rơi vào cảnh mất nước lúc cuối đời. Số phận của bà đã ứng nghiệm với lời tiên tri cổ. Vậy cuộc đời đầy sóng gió của người phụ nữ này đã diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng giải mã trong video ngày hôm nay. Các bạn cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để kịp thời cập nhật những thông tin mới thú vị nhất. Sinh năm 1890, Hoàng Thị Cúc là kết quả của một cuộc tình giữa viên tri huyện Hòa Đa, tỉnh Bình Định, Hoàng Văn Tích với người chị vợ của ông là La Thị Sơn, khi bà này từ quê vào Bình Định chăm sóc em gái của mình là La Thị Huân, chánh thất của ông Hoàng Văn Tích. Sau khi sinh nở, bà La Thị Sơn giao con gái cho vợ chồng viên tri huyện nuôi dưỡng để đi lấy chồng. Hoàng Thị Cúc lớn lên trong sự dưỡng dục của người dì và cũng là mẹ đích của bà. Chẳng may, vợ chồng tri huyện họ Hoàng đều mất sớm, nên người con trai cả của ông Hoàng Văn Tích là Hoàng Trọng Khanh trở thành người chăm sóc bà và các anh chị em trong gia đình Hoàng tri huyện. Gia cảnh ngày một khó khăn nên ông Hoàng Trọng Khanh đã tiến bà vào cung làm thị nữ để hầu hạ bà Thánh Cung Nguyễn Thị Nhàn và bà Tiên Cung Dương Thị Thục, hai bà vợ quá của vua Đồng Khánh. Có một câu chuyện kể lại rằng, có một thầy địa lý đi qua làng Mỹ Lợi, nơi đặt mộ tri huyện Hoàng Trọng Tích, cha bà Hoàng Thị Cúc. Ngắm thấy đất ngôi mộ, ông phán, mộ này sẽ phát hoàng hậu. Đó là câu chuyện khiến dân làng bật cười và không tin nó sẽ thành sự thật. Thế nhưng, cuộc đời của bà Hoàng Thị Cúc lại dần trôi theo cách chẳng ai ngờ. Khi bà Cúc làm cung nữ phục vụ bà Tiên Cung Hoàng hậu, Hoàng tử Biểu Đào mỗi lần vào cung thỉnh an mẫu hậu đều để ý bà. Hoàng Thị Cúc có vẻ ngoài nhu mì, hiền lành và nhan sắc dễ chịu. Có lẽ những điều đó đã khiến Hoàng tử xúc động. Khi đó, Hoàng tử đang giữ chức phụ hóa công và đã có vợ là con gái của đại quan đầu triều Trương Như Cương. Thế nhưng, họ sống với nhau đã lâu mà không có con. Điều này khiến bà Tiên Cung rất sầu lo. Thế nhưng sau đó, bà Hoàng Thị Cúc lại có mang và khai rằng đây là long thai, con của Hoàng tử Biểu Đảo. Trong cuốn sách Bảo Đại, Hoàng đế cuối cùng, tác giả Lý Nhân, Phan Thứ Lăng đã trích dẫn ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử để thấy rằng chính Hoàng Triều cũng từng nghi ngờ về long thai của Hoàng Thị Cúc. Bà Tiên Cung đã tìm đủ cách tra hỏi tác giả của cái thai, nhưng Hoàng Thị Cúc một mực thú nhận là của phụ hóa công. Mãi đến sau này thì đã tin Hoàng tử Biểu Đào là cha đứa bé, bà Tiên Cung mới để Hoàng Thị Cúc được dưỡng thai. Năm 1913, bà hạ sinh hoàng tử đặt tên là Vĩnh Thụy, chính là vua Bảo Đại sau này. Vĩnh Thụy cũng chính là người con duy nhất của vua Khải Định. Mặc dù sinh ra hoàng tử nhưng bà không được nuôi con. Hoàng tử Vĩnh Thụy được Tiên Cung Hoàng Thái Hậu đón về cung, tự chăm sóc và nuôi nấng. Tuy nhiên, theo lời đồn đãi trong dân gian xứ Huế, thì phụ hóa công chỉ là người đổ vỏ cho hoàng thân Hường Đê, người ở hàng vai ông nhưng lại là bạn bè thân thiết của ông Hoàng Biểu Đảo. Thực hư chuyện này không ai rõ, chỉ biết rằng Hoàng Thị Cúc là người được phụ hóa công Biểu Đảo rất sủng ái. Năm 1916, phụ hóa công được đưa lên ngai vàng trở thành vua Khải Định. 1916 đến 1925 thì bà Hoàng Thị Cúc được vua phong là Huệ Tần. Đến năm 1918, bà được tấn phong là Huệ Phi, bậc thứ hai, nhị giai phi trong cửu giai 9 bậc mà các vua triều Nguyễn phong cho các phi tần của mình. Tháng 2 năm 1923, nhân Vĩnh Thụy được phong làm thái tử, Hoàng Phi Hoàng Thị Cúc được thăng làm nhất giai hậu phi. Sau đó không lâu, ông cùng vua cha Khải Định sang Pháp và được vợ chồng cựu không sứ Trung Kỳ Jean-François Aiguille Charles nhận làm con nuôi. Từ đó, ông bắt đầu theo đuổi con đường học tập và tiếp nhận nền văn hóa phương Tây. Năm 1925, vua Khải Định thăng hà, Đông Cung Thái tử Vĩnh Thụy đang học ở Pháp được gọi về để kế vị ngai vàng, trở thành vua Bảo Đại, rồi lại sang Pháp tiếp tục du học.
đến năm 1932 mới chính thức hồi Loan để trị vì đất nước. Một thời gian dài tiếp xúc với văn hóa phương Tây, cùng với việc bị cách ly khỏi khuôn phép triều đình. Khi về quê hương cầm quyền, Bảo Đại từng thú nhận bản thân gần như hoàn toàn không biết gì về lịch sử triều đại, dẫn đến việc quyền hành bị nước ngoài thâu tóm như thế nào. Tuy nhiên, mang tư duy Tây phương phóng khoáng, ông là vị vua được ghi nhận đã có những đóng góp to lớn trong việc cải cách triều đình, bãi bỏ những tập tục lâu đời như thần dân không phải quỳ lạy mà có thể ngước nhìn vua khi lễ giá tới. Mỗi khi vào chầu, các quan Tây không phải chắp tay xá lạy mà chỉ bắt tay vua, các quan ta cũng không phải quỳ lạy. Ông cũng cho thành lập viện dân biểu để dân có thể trình bày nguyện vọng lên nhà vua. Với chiều cao 1m82 cùng nét điển trai bảnh bao, Bảo Đại được mệnh danh là một vị vua phong lưu đa tình với rất nhiều những giai thoại về tình sử. Tuy nhiên, mối tình đáng nói nhất của ông phải kể đến Nam Phương Hoàng hậu, một câu chuyện đẹp mà cho đến nay vẫn là tiền đề tạo nên nhiều cảm hứng cho giới văn nghệ thuật nói chung. Để lấy được mỹ nhân Đông Dương làm vợ, vua Bảo Đại đã phải vượt qua rất nhiều rào cản. Lần đầu tiên trong lịch sử triều đại Việt Nam có một vị hoàng hậu được sắc phong ngay trong ngày kết hôn và lại còn là người công giáo. Đồng thời, vị vua phong trần cũng lập lời thề ước tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Họ sống hạnh phúc cùng nhau và có đến 5 người con đủ trai đủ gái, cho đến khi lời thề ước bị vua Bảo Đại phá vỡ. Tháng 9 năm 1945, sau khi thoái vị, vua Bảo Đại rời vợ con ra Hà Nội. Với bản tính phong lưu lại không có vợ bên cạnh, vị cựu hoàng đã nên duyên cùng bà Mộng Điệp phong làm thứ phi và có với nhau 3 người con chung. Tiếp đó, trong thời gian lưu vong tại Hồng Kông và chuyển hàng sang Pháp sinh sống đến cuối đời, ông còn có hàng loạt những cuộc tình với vũ nữ Lý Lệ Hà, bà Lê Thị Phi Ánh, cô Jenny Wu, Vicky Clement, Monique Bordeaux và có thêm nhiều con cái nữa. Giai thoại về bức thư đánh ghen nhẹ như sương khói nổi tiếng của Nam Phương Hoàng hậu gửi cho Lý Lệ Hà đến nay vẫn được nhiều người khâm phục. Nguyên văn bức thư: Em Lý Lệ Hà thân quý, chị ở xa Đức Cựu Hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc Cựu Hoàng ở Hồng Kông. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi Cựu Hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Tử Cung Thái Hậu và chị chọn kiếp nhớ ơn em, chị Nam Phương. Sau nhiều mối tình, về cuối đời, vị cựu hoàng sống đến khi chút hơi thở cuối cùng người vợ Pháp là bà Monique Bordeaux. Khi kết hôn với cựu hoàng Bảo Đại, bà đổi tên thành Princess Monique Vĩnh Thụy. Bà là người đã giúp đỡ và trở thành người thân cận nhất của cựu hoàng suốt mấy thập niên cuối đời. Dù mặn nồng trong nhiều năm chung sống, nhưng hai người không có con. Cuộc đời và sự nghiệp của ông hoàng Bảo Đại có nhiều biến cố do sinh thời trong giai đoạn lịch sử nước nhà và thế giới chuyển biến phức tạp. Trong tình trường, vợ và những người tình của ông đều là những bóng hồng xinh đẹp nổi tiếng một thời. Và cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời mình, ông vẫn luôn tìm được những người phụ nữ rất mực thủy chung và yêu thương ông sâu sắc. Quay lại với Hoàng Thị Cúc, ngày 25 tháng 3 năm 1933, vua Bảo Đại tôn phong cho mẹ mình là Đoan Phi Hoàng Thái Hậu. Song từ đấy về sau, người dân xứ Huế luôn gọi bà một cách tôn kính là Đức Từ Cung hay Đức Từ. Lúc này thì lời tiên tri của ông thầy địa lý thực sự linh nghiệm, vì triều Nguyễn giữ quy định không phong hoàng hậu cho các bà vợ vua, chỉ mẹ của vua mới được phong hoàng thái hậu. Đức Từ Cung xuất thân trong một gia đình quan lại cấp thấp, có một thuở niên thiếu khó khăn nên ít được học hành. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến bà trở thành một vương phi được vua khải định sủng ái, rồi thành một bà hoàng thái hậu đầy quyền uy trong buổi mạt kỳ của một triều đại phong kiến. Vì thế, bà đã không ngừng học tập cả chữ Hán, pháp văn và quốc ngữ, luôn tìm hiểu và thực hành tất cả những nghi lễ, điển chương liên quan đến đời sống, văn hóa, ứng xử trong triều đình Huế để xứng đáng với vị thế của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Cuộc đời của Đức Tử Cung không hề êm ả với mẹ chồng, bởi ngay từ đầu bà Tiên Cung không ưng ý khoảng cách chênh lệch giữa cả hai. Việc chấp nhận một tỷ nữ nghèo làm vợ vua là sự nhân nhượng lớn nhất của bà Tiên Cung rồi. Sau này, bà lại chẳng được tự tay nuôi con. Đối với một bà mẹ nào thì đó là một sự trừng phạt lớn. Cuối cùng, số phận lại xoay vần, đẩy Đức Từ Cung rơi vào hoàn cảnh giống mẹ chồng năm xưa. Bà phải đồng ý mối hôn sự của con trai với người phụ nữ với những tiêu chuẩn khác biệt. Bảo Đại muốn kết hôn với Nguyễn Hữu Thị Lan, tên thật của Hoàng hậu Nam Phương, thì Đức Từ Cung không đồng ý.
Nguyên nhân bởi Thị Lan du học ở nước ngoài nhiều năm, theo đạo Thiên Chúa, trong khi nhà Nguyễn theo đạo Phật. Kèm theo đó là hàng loạt điều kiện khác như tấn phong ngay hoàng hậu, Bảo Đại phải phá bỏ Tam Cung Lục Viện, thực hiện chế độ một vợ một chồng, con trai nàng sinh ra phải được phong thái tử, hay các con của nàng sinh được rửa tội. Bảo Đại đã đồng ý hết tất cả, trái ngược hoàn toàn với những phép tắc lễ nghi trong cung cấm tồn tại suốt nhiều năm. Đó chính là nền tảng đầu tiên tạo nên mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu. Sau này, quan hệ của họ cũng không được cải thiện, bởi phần vì khác tôn giáo, phần vì xuất thân khác nhau. Nếu Đức Từ xuất thân bình dân, thì Nam Phương lại là con nhà quyền quý. Bà Nam Phương thường cư xử giã giao, lạnh lùng, xa cách, khiến cho Đức Từ rất phiền lòng. Sau này, hai mẹ con còn có những mâu thuẫn như việc dạy con cháu. Nam Phương Hoàng hậu muốn hướng con cái theo truyền thống nhà mình. Tuy nhiên, vì sống trong cung nên bà vẫn phải giáo dục con theo quy tắc cung cấm. Hoàng hậu cũng tìm nhiều lý do hạn chế cho Thái tử Bảo Long ít phải tham gia lễ nghi hoàng cung. Điều này khiến Đức Tử Cung không hề ưng ý. Thế nhưng, bà không có lý do bắt bẻ vì Hoàng hậu thực hiện quá khéo léo. Đức Tử Cung thích cho các cháu đeo bùa trừ tà, cầu an, nhưng Hoàng hậu lại cấm đoán tất cả. Thậm chí, Hoàng hậu còn dạy con bằng tiếng Pháp ngay từ nhỏ để hai mẹ con nói chuyện với nhau. Điều này khiến Thái hậu mất phương hướng trong việc dạy dỗ cháu trai. Đức Tử Cung mâu thuẫn và buồn bã với Nam Phương nên rất coi trọng Mộng Điệp, người tình của vua Bảo Đại ở Hà Nội. Mộng Điệp ngoan nghe lời Thái hậu và còn sinh con cho vua Bảo Đại nữa. Tử Cung Thái hậu đã giao việc thờ cúng tổ tiên cho Thứ Phi Mộng Điệp. Nhờ làm tốt nhiệm vụ mà tình cảm giữa Tử Cung Thái hậu và Thứ Phi Mộng Điệp rất tốt đẹp. Sau khi Triều Nguyễn cáo chung, vua Bảo Đại dày đây mai đó và sau cùng phải lưu vong nơi xứ người. Nhưng Đức Tử Cung thì vẫn neo giữ cả thể xác lẫn tâm hồn ở xứ Huế. Bà tự bỏ tiền túi để sửa chữa Thái miếu, nơi thờ chín vị chúa Nguyễn, Hưng miếu, nơi thờ thân phụ và thân mẫu của vua Gia Long, và các tôn lăng của các thành viên trong hoàng gia Triều Nguyễn đã bị hư hại do chiến tranh. Bà duy trì các hoạt động cúng bái, lễ nghi nơi tôn miếu và lăng tẩm các vị vua Nguyễn. Đặc biệt, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của bà mà đoàn Ba Vũ, đoàn ca múa cung đình thời Nguyễn được duy trì cho đến ngày hòa bình lập lại. Nhờ vậy, Huế mới giữ được một di sản ca múa nhạc cung đình để phục vụ du khách và phát triển du lịch ở Thừa Thiên Huế và là cơ sở góp phần xây dựng hồ sơ đăng ký nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa của nhân loại. Đức Tử Cung là người có nhiều công lao trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam vào đầu thập niên 1930. Bà đã tác động với vua Bảo Đại để thành lập An Nam Phật Học Hội mà bản thân nhà vua là hội trưởng danh dự. Bà cũng tác động để vua Bảo Đại sắc phong các ngôi chùa Tây Thiên, Tường Vân, Trúc Lâm ở Huế và chùa Khải Đoan ở Buôn Ma Thuật là chùa sắc tứ của triều đình Huế. Sau khi Ngô Đình Diệm lật đổ quốc trưởng Bảo Đại để nắm trọn quyền bính, bà bị trục xuất khỏi cung An Định, vốn là biệt cung do vua Khải Định xây bằng tiền túi để tặng cho Đông Cung Thái tử Vĩnh Thụy và là nơi trú tất của Đức Tử Cung kể từ khi Triều Nguyễn cáo chung. Bà chuyển đến sinh sống trong ngôi nhà ở cạnh cung An Định do bà tự mua. Tại đây, bà lập bàn thờ để thờ vua Khải Định cùng các thành viên trong gia đình và là nơi cất giữ những bảo vật của vương triều Nguyễn. Theo một tài liệu do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân mới công bố vào tháng 4 năm 2011, chính Đức Tử Cung đã giao cho thị vệ Nguyễn Đức Hòa bí mật chuyển lên dinh bà ở Đà Lạt hai két sắt chứa đầy ngọc ngà châu báu của vương triều Nguyễn để cất giữ. Sau đó, bà đã bàn giao hai két sắt này cho chính quyền cách mạng. Năm 1972, chứng kiến cảnh chiến tranh ngày càng ác liệt, Đức Tử Cung đã đứng ra tổ chức một cuộc lễ tế tao quy mô tại đàn Nam Giao ở Huế với sự tham dự của Nguyễn Phúc Tộc và sự chứng kiến của đại diện chính quyền tỉnh Thừa Thiên lúc bấy giờ để cầu nguyện cho hòa bình, cho quốc thái dân an. Đây là lễ tế tao đầu tiên được tổ chức tại Huế sau khi Triều Nguyễn kết thúc và cũng là lễ tế tao cuối cùng do một thành viên của hoàng gia Triều Nguyễn tổ chức. Mùa thu năm 1980, Đức Tử Cung lâm trọng bệnh, biết không thể qua khỏi, bà cho người mời chính quyền thành phố Huế đến và nói: "Tôi vốn xuất thân trong một gia đình nghèo, không có tài sản chi hết. Tất cả những gì tôi còn giữ hôm nay đây đều của nhà Nguyễn. Nay nhà Nguyễn không còn nữa, thì đây là tài sản của nhà nước, tôi xin bàn giao cho các ông."
Nhờ vậy mà tư thất của Đức Tử Cung trở thành khu lưu niệm Đức Tử Cung do nhà nước quản lý, nay ở địa chỉ 145 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, nơi lưu giữ những hình ảnh, kỷ vật và di vật có giá trị lịch sử về văn hóa, không chỉ của Đức Tử Cung mà của cả gia đình ba vua Đông Khánh, Khải Định, Bảo Đại, phục vụ du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu. Xung quanh việc cất giữ những bảo vật vương triều Nguyễn, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân trong một tư liệu mới công bố được tác giả Trần Đức Anh Sơn trích dẫn lại, thì chính Đức Tử Cung đã giao cho thị vệ Nguyễn Đức Hòa bí mật chuyển lên dinh bà ở Đà Lạt hai két sắt chứa đầy ngọc ngà châu báu của vương triều Nguyễn để cất giữ. Sau đó, bà bàn giao hai két sắt này cho chính quyền cách mạng. Đức Tử Cung mất ngày 3 tháng 10 năm 1980, hưởng thọ 91 tuổi. Lăng mộ của bà được xây cất ở làng Dương Xuân, cạnh lăng vua Đồng Khánh và lăng vua Tự Đức. Con người bình dị ấy, thanh thản yên nghỉ giữa một vùng quê yên bình, sau hơn 9 thập kỷ trải nghiệm những trầm luân của số phận, gắn với những thăng trầm của triều đại nhà Nguyễn. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.